Thôi, dù là chuyện gì cũng là lỗi của anh hết. Anh xin lỗi. Sao anh Sơn không ở Đà Lạt với cô Mai gì ấy? Về đây làm gì? Anh chỉ yêu Hướng Dương. Anh chẳng thấy máu đi, quăng cần. Chào bà. Nghe nói anh Sơn mới về hả bà? Phiền bà cho chúng tôi xét người ở trong nhà. Không ai hết.